Ôi ôi lên hạng xây xây ngang lại giùm em, xây ngang lại, xây ngang, xây 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 ngang cái là đó, thứ già chưa 4 kg nha. Cần thủ minh tấn rồi. Cá 4 kg nha, 4 kg nha. Quá em ok vậy mới đã đó chứ. Rồi, xin chào các bạn, đang mới xuống mồi ha, đang ngồi bên cá nha. Nó cần của mình ở bên đó. À, giờ ngay điểm câu con cá tra hôm bữa nha các bạn. Hai lưỡi xong mất một lưỡi rồi. Sao được lỗ đó, trời ơi nó ụt đó vậy. Mới ụt luôn. Hai lỗ bự đó đó. Hoàng sợ cái gần. Rồi có gì hào lên cá sẽ quay tiếp cho anh em coi nha. Lên hàng nha các bạn ơi. Hào lên cá nha. Sao nhảy vậy? Trời ơi. Còn không? Xảy gì rồi? Hả? Xảy rồi. Ủa vớt vậy mà để đi đấy cho rớt ngoài. Lật ngược rồi. Má trời. Các bạn. Đâu mà cái đuôi nó sẽ cục hết trơn ta. Wow, cục hết trơn. Còn hầu dính rồi. Khắc lên đó. Rồi vịt chồng chồng nó ra đây banh nữa thì được. Quá bự nha các bạn ơi. Mà sao cái đùi của nó sao nó ấy chừng ta? Đùi nó bị cục chừng ta. Quá bự nha. Mở cần này mới luyện mồi xuống không hay ngâm nó giờ mới luyện mồi luôn đó. Không phải ơi, phải cùng mở, cùng mở đủ má giờ gói trơn trời. Quá bự rồi. Gỡ cá bỏ bị trước đi. Rồi vô bị nha. Quá khự rồi các bạn ơi. Con này không dưới 2 kg đâu nha. Này bự hơn con dính ngày qua. Cho nhỏ lại lấy hay gì. Trời. À, nó bự nè trời. Cá nhỏ không bữa đó mà. Các bạn bành kilo nha. Rồi giúp em cho nó ra cần của em nó còn nằm đó. Phải bắt con cá giò 2 ký mấy nè về nè, kêu mẹ. Bắt cái giò 5 kg rồi. Hắt
liền chứ đủ má để nhiều khi nó y bữa đó nó tức nó đủ má. Con cá này bự quá luôn. Ủa có thấy ông vớt được rồi mừng còn chết đủ. Ừ, lấy vớt nó vô rồi tự nhiên lấy lại giờ có không có tùng mà. Tại ông cầm cái máy kìa. Quay không có nó thấy. Quay kìa. Má tao trông chờ nguyên buổi chiều nay chỉ có giây phút này thôi mà. Sừng lại đó, sừng lớn rồi đó. Mà sao cá nó cái đuôi nó sao nó nái ta? Đuôi nó không có đuôi. Đúng đuôi à. Của em dễ nhất này của em là đưa ra đi à. Tay nãy hắt hắt lên nè. Nè, lấy liền giật ngoài luôn đi. Con dây màu này để đi tụi lột ra. Càng nhỏ lại. Lựng nó tôi nghĩ đánh trời, ăn ngon nha trời. Đó, giờ là mở nè, vậy là mở dễ nè. Công dây đang đen là công dây của em, công dây trắng của anh á. Giờ cầm đi, giờ lột ra từ cần đi. Lột trơn rồi. Cái lử đâu hồi giờ không thấy cái lử luôn nè. Đây. Cái lử đâu tiêu luôn. Nó ra đó. Đây nè. Tới giờ cá ăn rồi nha. Bây giờ cá ăn này là chết rồi. Cầm cái gì. Hết xịt trong dây em xài, nó dùng dây cỡ này. Ôi ôi lên hạng xây ngang lại giùm em, xây ngang lại, xây ngang cá lên. Đó, thứ già chưa, 4kg nha. Cần thủ minh tấn. Rồi, cá 4kg nha. 4kg nha. Quá em. Ok. Đó, vậy mới đã đó chứ.